Sinh nhật bạn thân cực thân, chúng ta không biết làm sao để giúp cho bạn ấy có một cái món quà nó thật là độc lạ và ý nghĩa. Thì với cái cách này chúng ta hoàn toàn có thể tạo được một cái sự bất ngờ cho bạn thân của chúng ta. Với cái mẫu này thì chúng ta sẽ phải sử dụng để chỉ có tặng cho bạn thân thôi nha mọi người nhé. Chúng ta không nên tặng cho những người lạ hoặc là những cái người mà chúng ta không quá thân thiết. Thì nếu như chúng ta áp dụng cách này mà cho những cái người mà không thân thiết với chúng ta quá thì chúng ta sẽ rất là dễ bị ăn đòn. Và ngay sau đây thì mình sẽ cùng nhau giúp cho các bạn có được một cái mẫu hoa độc lạ để tặng cho bạn thân của mình nhá. Được chưa? Ở đây thì tớ sử dụng là lon sữa 900 g. Tiếp theo tớ sử dụng một tờ giấy ở đây, tờ giấy báo ở đây. Còn các bạn nếu như các bạn bí quá, các bạn không có giấy gì, các bạn sử dụng cái giấy báo dành cho của bố mẹ cũng được nha các bạn nhá. Được chưa? Còn nếu mà bí nữa thì chúng ta có thể sử dụng tờ lịch cũng được. Được chưa? Chúng ta sử dụng cái tờ lịch các bạn để vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ lồng vào trong này nhá. Các bạn cầm bốn cái tầm này, cầm bốn cái góc này cho vào trong. Đó. Góc cho vào trong nha. Đó, chúng ta sẽ cố định những cái to trước nha. Đó. Chưa ạ? Cái xong rồi nhá. Cái tiếp theo chúng ta sẽ cầm, nó sẽ còn dư lại bốn cái góc này đúng không ạ? Đây, nó còn dư lại bốn cái góc như thế này. Thì chúng ta sẽ chỉnh cho cái góc nó thẳng ra một chút, sau đó thì chúng ta sẽ đây. Đó. Lồng vào. Đúng rồi đây. Đó. Rất là dễ thôi nhá. Chưa? Đó. Được chưa? Đó thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái độ nhăn tự nhiên như này. Đó, khi mà chúng ta tạo được cái độ nhăn tự nhiên đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sử dụng các cái miếng xốp chúng ta sẽ nhét vào trong nhá, để thứ nhất là nó sẽ giữ được cái này. Giữ được cái này. Thứ hai nữa là nó giúp cho chúng ta có thể cắm được cái sản phẩm của chúng ta nhé. Shop này chúng ta mua ở cửa hàng hoa quả thôi, rất là dễ, được chưa? Đó. Để cố định chắc hơn thì chúng ta sử dụng cái này, dùng băng dính nhá. Chúng ta sẽ cố định một cái viền ở trên này trước. Các bạn chú ý, chúng ta chỉ nên tặng bạn thân thôi nhá. Với bạn thân chúng ta tặng họ để tạo giúp cho họ cái sự bất ngờ mới lạ thôi. Chứ còn nếu như các bạn mà tặng người lạ với cái mẫu này thì chắc chắn là bạn ăn đấm 100% luôn ạ. Đó, bởi vì là người ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ chơi họ đúng không ạ? Đó, chính vì vậy thì các bạn nhớ chỉ áp dụng cho những bạn nào mà chúng ta tặng bạn thân thiết thôi nha. Chưa? Đó, như vậy là chúng ta đã xong cái phần này. Đó. Nếu như bạn nào có điều kiện hơn, chúng ta sử dụng chúng ta mua được những cái lưới như này. Chúng ta quấn lưới vào thì nó sẽ đẹp hơn nhá, bởi vì nó tạo được cái độ bồng bềnh, nó sẽ đẹp hơn nhiều. Như là đây, như ở đây là tớ hướng dẫn cho những cái bạn mà tức là chúng ta hướng dẫn mình hướng dẫn cho những bạn là tặng bạn thân, do đó thì nó sẽ không có quá là nhiều, nó không có quá nhiều phụ kiện, do đó nên là chúng ta sử dụng giấy báo cũng được, nhưng ở đây chúng ta sử dụng cái lưới này. Các bạn nhìn nhá, tớ dùng lưới cho các bạn xem nhá. Nếu như các bạn không có lưới, các bạn dùng như thế này thôi là được rồi nhá. Đó, còn ở đây thì tớ sẽ dùng cái lưới này. Đây, tớ dùng cái lưới này cho những bạn mà có thể mua được lưới nhé. Cái lưới này chúng ta có thể mua ở cửa hàng, các cái cửa hàng hoa tươi nó cũng có nhé. Nhưng mà thường là người ta sẽ bán theo cuộn. Do đó nếu như chúng ta dùng cuộn thì chúng ta sẽ rất là lãng phí đúng không ạ? Nhưng ở đây chúng ta dùng lưới này thì ở đây chúng ta mua được thì tốt. Còn nếu không thì chúng ta dùng cái, đúng rồi, chúng ta sử dụng cái giấy báo thôi cũng được nhé. Ở đây thì các bạn thấy này, rõ ràng là cái này. Đấy. Rõ ràng là nếu như bạn nào mà là chúng ta đang sử dụng gói hoa thì chúng ta cái việc mà có cái lưới này nó rất là dễ đúng không ạ? Đó, thì ở đây tớ chia sẻ cho các bạn dù có hay không chúng ta đều có thể làm được nhá. Ta đưa cái này lên đây, ôm lên đây. Đó. Thì ở đây là các bạn thấy là chúng ta dùng cái lưới này chúng ta đưa lên nhá. Và sau đó thì chúng ta, cái lưới này thì chúng ta sẽ không cho xuống dưới mà chúng ta sẽ để lên trên, được chưa ạ? À, chúng ta sẽ để cho nó ngựa lên trên để nó tạo cái trang trí luôn. Đó. Đây. Chúng ta sẽ cố định cái lưới này giữ chặt nhá, giữ chặt. Sau đó thì chúng ta dùng băng dính chúng ta quấn xung quanh.
Đó, cố định được lưới. Chưa nào? Đó, sau đó thì mình sẽ bỏ cái này ra nha. Chúng ta sẽ bỏ ra. Đó, thì như vậy là cái này nó sẽ tạo được cái sự trang trí cho chúng ta nha. Đó, được chưa? Cái này chúng ta sẽ tạo cái trang trí. Đó, đó. Thì tí nữa tùy vào độ to nhỏ của cái sản phẩm của chúng ta thì chúng ta sẽ trang trí, chúng ta sẽ cắt sau nhé. Đó, chúng ta cắt làm sao cho nó để giúp cho nó đẹp hơn nhé. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người để chúng ta có thể cắm nhé. Ở đây thì cái giấy băng vệ sinh này thì chúng ta sẽ sử dụng duy băng. Đó, duy băng thì chúng ta cũng có thể mua được ở cái cửa hàng lưu niệm, rất là dễ để chúng ta có thể mua được, để chúng ta có thể tạo được một cái cuốn vào đây và để nó ra như thế này. Còn cái que tre này chúng ta mua ở cửa hàng xiên thịt, được chưa? Nếu như trong trường hợp mà các bạn không có que xiên thịt này, các bạn có thể ăn trộm đũa của mẹ để làm nhá, được chưa? Ăn trộm đũa của mẹ cắm vào đây. Que keo nến này chúng ta cũng mua ở cửa hàng lưu niệm tạp hóa có rất nhiều. Các bạn chỉ cần cuốn như thế này để nó giúp cho cái sản phẩm của mình nó nhìn cho nó đẹp hơn thôi nhá. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cắm nhé. Dạ, các bạn sẽ cắm vào đây. Ở đây chúng ta sẽ cắm hai cái. Đây, cắt nhọn này để cắm nha. Đó. Đấy, cắm là quay cái này ra ngoài nhé. Cắm chúng ta sẽ quay cái nơ ra ngoài nhé mọi người nhá. Cắm bước đầu tiên chúng ta quay cái nơ ra ngoài như này. Đó. Tiếp theo cái thứ hai. Chưa ạ? Đó, hai cái như này. Đó, tiếp theo tương tự những cái kia chúng ta cắm thế thôi, nó không khó khó gì. Đó. Cái hai bên. Chưa? Đó. Đấy. Như vậy là chúng ta đã cắm xong cái phần cơ bản nhá, được chưa? Ở đây thì đối với bạn nam thì chúng ta cắm những cái lực sĩ như thế này. Ở đây tôi sẽ ưu tiên những cái này có thể là chúng ta tặng các cho các bạn trai ấy, thì các bạn trai sẽ thích hơn. Chưa? Tặng cái thằng bạn thân đúng không? Tặng cái thằng bạn thân của chúng ta thì chúng ta sử dụng cái này. Sau đó thì chúng ta gắn những cái sticker như thế này. Đó. Rượu ngon, gái đẹp, đồng hồ xịn nha. Đây, chúng ta sẽ trang trí vào đây nha. Các bạn dán cái vào đây nha.
chúng ta sử dụng que chúng ta dán nhé, được chưa? Đó, à, tặng bạn thân, đó, nào, tặng bạn thân nha, chúc bạn luôn có một sức khỏe tốt, vợ sinh hoặc người yêu sinh, nha, ô tô, xe sang, hàng hiệu, rượu ngon, thuốc thuốc thơm, chè thơm, thuốc thơm, thuốc thơm, rượu ngon, đó. Rất là nhiều những cái ý nghĩa cực kỳ là lớn đối với để tặng cái người bạn thân của mình, đúng không ạ? Đây. Đây, chúng ta sử dụng này. Sức khỏe là hàng đầu, đưa lên đây. Được chưa ạ? Đó. Vợ xinh hoặc người yêu đẹp bên cạnh. Nha. Xe sang. Đó. Xe sang, hàng hiệu, đắt tiền. Rượu ngon. Và thuốc thơm. Đó. 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 Chưa ạ? Đó. Sau khi mà chúng ta cắm được như thế này rồi thì tiếp theo chúng ta có thể trang trí, các bạn hãy trang trí những cái phụ kiện lên đây. Thì ở đây tôi có thể sử dụng những cái bông này, ở đây tôi sử dụng bông trang trí. Bông này thì rất là dễ thôi, các bạn chỉ cần lấy ở trong cái gối nó ra thôi ạ, cái gối nha, mót một chút cái gối ra thì nó cũng không, nó không mất quá nhiều của cái gối của chúng ta đâu. Các bạn sử dụng cái gối nha, lấy bông ở gối cũng được, được chưa ạ? Đấy, đấy là trong trường hợp bí. Còn nếu như mà các bạn nào mà có thì chúng ta có thể sử dụng những cái khác nhé. Đó, có thì chúng ta có thể mua cũng được. Chưa nào? Đây, bông ở đây. Cái sticker này chúng ta rất là dễ dàng để có thể mua được ở cửa hàng sinh nhật nhé mọi người nhé. Cửa hàng bánh sinh nhật. Chưa? Đó, sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái nơ ở đây. Gấp này. Đó. Khi chúng ta gấp như thế này thì nó sẽ tạo được cái độ, nó sẽ có được cái độ cứng của cái nơ nhé. Nó sẽ đưa cái hai cái các cái cánh nơ của chúng ta nó cứng lên. Xem này. Đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái dây, cái nơ. Tức là cái dây băng này, chúng ta sẽ cuốn xung quanh nhá. Để chúng ta cố định, cái thứ nhất chúng ta cố định được cái lưới đây. Cái thứ hai nữa là nó che đi cái dây băng, che đi cái băng dính nhá. Đây. Tặng sinh nhật đúng không ạ? Tặng sinh nhật thì chúng ta sẽ khuyến mại thêm, chúng ta sẽ cho thêm một cái đèn vào đây. Trước khi dùng chúng ta sẽ phải thử đèn nhé mọi người. Để thử đèn. Cái đèn nào rất là dễ. Đây, chút cái này ra. Chưa ạ? Đèn sáng nha. Đó, sinh nhật thì chúng ta không thể thiếu đèn nhá. Bởi vì sinh nhật hầu hết là tặng vào buổi tối. Đó, chúng ta sẽ tạo được một cái sự độc lạ cũng như là tạo cho ấn tượng cho cái sản phẩm của chúng ta, cho cái bón quà của chúng ta bằng cái đèn này, rất là tiện. Đó, các bạn bỏ lên đây, sau đó thì chúng ta sẽ cho đèn vào. Các bạn nhớ, với cái cách này chúng ta sẽ chỉ tặng cho những người bạn thân của chúng ta thôi nhé.
nhắc đi nhắc lại cho các bạn như vậy đúng không ạ? Chúng ta sẽ tặng cho bạn thân của mình để mang một cái ý nghĩa là giúp cho bạn ấy có một cái sự độc lạ cũng như là cái ấn tượng trong cái ngày sinh nhật của bạn ấy nhé. Chưa nào? Tôi sẽ tắt đèn cho các bạn xem nhé. Chưa ạ? Đó, các bạn thấy đâu ạ? Chỉ cần với một cái những cái chi tiết rất là đơn giản, với cái cách làm đơn giản thì các bạn đã tạo được món quà vô cùng ấn tượng cho người thân, cho bạn thân của chúng ta rồi, được chưa ạ? Và tùy vào cái người được tặng là nam hay nữ thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái sticker nó khác nhau nha mọi người nhá, được chưa ạ? Đây, đây, chúng ta để riêng, tức là để không, chúng ta không có bất kỳ một cái tức là chúng ta sẽ không có nháy thì chúng ta sẽ được như thế này. Cái đèn này nó sẽ có 3 chế độ nhá. Nháy nháy không nháy này. Đấy, nháy nhiều này. À, đây là nháy nhiều nhá. Được ạ. Đây, nháy ít. Được chưa nào? Đó, và không nháy. Thì khi mà chúng ta để cố định, chúng ta để không á, thì chúng ta nên để chế độ không nháy để nó tránh cái hiện tượng mình nó mắt cho những cái người thân, những cái người mà tham gia dự tiệc nhá. Chưa? Đó, bạn thấy chưa? Đó. Đó. À, như vậy là mình vừa hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta có thể tạo được một cái món quà ấn tượng cho người bạn thân nhất của mình. À, hy vọng rằng là với cái chia sẻ này thì các bạn sẽ tạo được một cái sự bất ngờ cho bạn thân của mình, giúp cho bạn thân của mình có được một cái sinh nhật thật là ý nghĩa. Và khi mỗi khi đi vào nhà vệ sinh, mọi người bạn đó sẽ nhớ đến bạn. Hy vọng rằng là với cái chia sẻ này thì sẽ giúp cho bạn có được thêm những ý tưởng cho giúp cho người bạn thân của mình có được một cái mẫu quà thật là xinh và ấn tượng. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo và nhớ hãy comment cái điều mà các bạn mong muốn mình chia sẻ để mình sẽ cố gắng ra video giúp cho các bạn có được những cái mẫu hoa cũng như là những cái ý tưởng độc lạ giúp cho các bạn có một cái cuộc sống vui vẻ và dễ dàng hơn nhé. À, xin